Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc, vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Sự xuất hiện của quý nhân đem tới cho con giáp này khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bạn mệnh hãy cứ an tâm làm hết sức mình, sau cùng chắc chắn sẽ nhận được hoa thơm chảy ngọt xứng đáng. Tình cảm, vận trình tình cảm ngập tràn hạnh phúc, đào hoa nở rộ giúp cho chuyện tình yêu của tuổi tí với nửa kia được nâng đỡ khá nhiều. Người độc thân có cơ hội tìm được những người trong mộng bấy lâu tìm kiếm. Tài chính, Quận trình ta lọc dễ gặp bất lợi, ý định đầu tư hay hợp tác trong giai đoạn này đang gặp bất lợi do đó ảnh hưởng tới nguồn thu nhập. Cẩn trọng nên dành thêm thời gian để cải thiện tốt các mối quan hệ xã giao. Tuổi Giáp Tý cố gắng giữ khoảng cách an toàn với những người khác giới. Tuổi Bính Tý công việc liên tiếp gặp vướng phải những khúc mắc. Tuổi Mậu Tý thường khiến người khác cảm thấy phản cảm. Tuổi canh tí không nên khoe khoang thành tích của mình. Tuổi nhâm tí bạn cần ý thức được vị trí của mình. Con số may mắn số 21, số 7, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ. Tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sổ công việc. Phần trình công việc của người tuổi sổ trong ngày hôm nay diễn ra trò chảy. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà con giáp này có thể giải quyết mọi công việc một cách linh động hiệu quả. Đối với người đang theo đuổi con đường công danh hay thi cử thì cũng sẽ thu gặt được không ít những tin vui. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng trầm, tâm trạng không tốt nên con giáp này có xu hướng trút lên nửa kia những bực tức kèn tuôn vô cớ của mình. Bản mệnh không biết làm như vậy là đã đang tạo điều kiện cho tình cảm phai nhạt tài chính, vận trình ta lộc vượng vận, bản mệnh có thể thoải mái hơn trong chuyện chi tiêu, một phần là nhờ nguồn tích lũy dư giả. Cẩn trọng nên cố gắng kiểm soát cảm xúc tiêu cực bản thân. Tuổi ất sủ, công việc xuất hiện và rắc rối bất ngờ. Tuổi đinh sủ, làm việc bất cẩn, vô ý làm trì trệ mọi thứ. Tuổi kỷ sủ, hãy tập trung hơn cho công việc của mình. Tuổi tân sủ, cẩn thận mắc lỗi sai lầm đáng tiếc. Tội quỷ sổ, cho nên đổ lỗi cho người khác. Con số may mắn số 3, số 23, màu sắc may mắn màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Phần trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, người tuổi này không phải tốn nhiều thời gian hay công sức để xác định phương hướng cụ thể trên con đường sự nghiệp người tuổi dần dám nghĩ, dám làm, chấp nhận liều lĩnh và mạo hiểm thì sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Tình cảm, vận trình tình cảm lục đục, đào hoa dự tác động khiến cho tình yêu lứa đôi, yêu nhau thường xảy ra những cãi vã mâu thuẫn. Điềm bảo có người thứ ba xuất hiện và có ý bước chân vào mối quan hệ của hai người. Tài chính Vận trình tài lộc khả vượng, còn giáp này không cần lo lắng nhiều tới vấn đề tiền nông chi tiêu cẩn trọng, cố gắng giữ khoảng cách với người khác giới tránh gây hiểu lầm. Tuổi giáp dân làm việc không tập trung dễ gây ra những sai sót. Tuổi bính dân chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức. Tuổi mậu dân gia đạo lục đục và nảy sinh tranh chấp. Tuổi canh dân sẵn sàng tham gia các cuộc ganh đua. Tuổi nhầm dân cho nên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Con số may mắn số 11, số 20, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để con giáp này tỉnh tới chuyện mở rộng quy mô, làm ăn hay đầu tư. Trước mọi quyết định quan trọng để hạn chế rủi ro thì nên tìm đến sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tình cảm, Văn trình tình cảm nảy sinh xung đột gay gắt, chính sự cố chấp bảo thủ của người tuổi này đã khiến cho các cuộc mâu thuẫn dễ dàng lên tới đỉnh điểm. Giữa tuổi mạo với nửa kia dường như đang thiếu đi sự sẻ chia lẫn thấu hiểu. Tài chính, vận trình ta lọc kém sắc nhắc nhở con giáp này cần chú ý hơn trong việc bảo vệ tài sản của cải cũng như an toàn bản thân. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe xa xúc rõ rệt do tác động của thay đổi thời tiết thất thường tội ất mão điềm bảo có xung đột trong chuyện tình cảm tội đinh mão nhận được khoản tiền kha khá, khá. tội kỷ mão hãy tin tưởng vào định hướng của bản thân tội tân mão hãy quan tâm hơn đến gia đình tội quỷ mão đừng đổ lỗi mọi trách nhiệm cho nửa kia con số may mắn số 17, số 4, màu sắc may mắn màu cam màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi sửu 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, đặc biệt là đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có một ngày may mắn chăn lỗi. Bản mệnh dễ dàng tìm được khách hàng, đối tác tiềm năng để khẳng định hướng đi của mình là đúng đắn. Tình cảm Vận trình tình cảm tươi sản vui vẻ, đào hoa vượng giúp cho chuyện tình yêu lửa đôi được khoác lên cho mình lớp áo mới. Tuổi thân độc thân không tốn nhiều công sức để tìm được chân ái đời mình. Tài chính, vận trình ta lọc có điểm sáng, thu nhập chỉ có thể được cải thiện nếu như con giáp này có sự nhìn xa trong rộng, không bỏ qua bất kể cơ hội nào. Cẩn trọng, tài chính được cải thiện nhưng không có nghĩa là chi tiêu hoang phí. Tuổi giáp thân nên làm việc theo kế hoạch và nguyên tắc rõ ràng. Tuổi bính thân dễ mắc phải lỗi sai không đáng có tuổi mậu thân nên cẩn thận hơn khi làm việc tuổi canh thân nên nghiêm túc kiểm điểm bản thân nếu muốn tiến bộ tuổi nhâm thân lãnh đạo không hài lòng về bạn con số may mắn số 2, số 14, màu sắc may mắn màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra bấp bênh vất vả tin bảo trong ngày sẽ có mâu thuẫn do xung đột ý kiến tạo nên. Người tuổi tỵ vì không kiểm soát tốt cảm xúc mà nói là lời khó nghe làm mất lòng nhiều người. Lời khuyên dành cho con nhấp này nên có sự ứng biến linh hoạt và xử lý vấn đề thông minh hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm hòa hợp. Các cặp đôi yêu nhau đang có khoảng thời gian ngắn ngủi tạo ra buổi hẹn hò ngọt ngào, lãng mạn, sẽ tuyệt vời nếu như người trong cuộc cứ mãi hết mình chân thành với tình yêu này. Tài chính, vận trình tài lộc gặp biến động, sự chủ quan, hiểu thẳng có thể sẽ gây ra những thất thoát nghiêm trọng trên phương diện tiền bạc. Cẩn trọng, dễ bị tiểu nhân nhầm ngõ và trời xấu. Tuổi ất tỳ thiếu tự tin vào năng lực bản thân. Tuổi tinh tỳ bảo thủ, cứng nhắc chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Tội kỹ tỳ dễ gây ấn tượng tốt với mọi người. Tuổi tân tỵ hãy cho mọi người cơ hội tiếp cận. Tuổi quý tỵ chớ tự tách mình ra khỏi tập thể. Con số may mắn số 31, số 6, màu sắc may mắn màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Các suy nghĩ thiếu chính chắn hành động sốc nội giải khiến các kế hoạch đi lệch hướng mong muốn. Đừng quên tìm đỡ sự hỗ trợ của những người bên cạnh nếu như cảm thấy quá bế tắc. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm, mối quan hệ tình cảm giữa tuổi ngọ với nửa kia phải trải qua cả nhiều nỗi buồn. Hiểu lầm không được giải quyết triệt để dễ khiến cho vết rạn nứt ngày càng lớn dần và không có cách nào cứu vãn. Tài chính Vận trình ta lộc xa xúc nghiêm trọng, người tuổi này có xu hướng vung tay quả chẳng cho những món đồ xa xỉ. Cẩn trọng, đề phòng tai nạn liên quan tới việc đi đứng sâu sát. Tuổi giáp ngọ, xung đột sâu sát với đồng nghiệp. Tuổi bính ngọ, đứng trước ngã rẽ trong tình cảm. Tuổi mậu ngọ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuổi canh ngọ, đồng tiền chảy vào tuổi ổn định. Tuổi nhâm ngọ, xây dựng được mối quan hệ hài hòa. Con số may mắn số 2, số 13, màu sắc may mắn màu vàng, màu tím, quý nhân phù trợ. Tuổi mão 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi trôi chảy. Khả năng ký kết được vài hợp đồng béo bở trong giai đoạn này là rất lớn, đặc biệt thuận lợi với người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Tuy nhiên, người tuổi mùi vẫn nên giữ sự đề cao cảnh giác trong các mối quan hệ với người khác. Tình cảm Vận trình tình cảm có điểm sáng, nhưng hạnh phúc lúc này chỉ dành cho những người biết chủ động và nắm bắt cơ hội trước mắt. Còn giáp này nên để quá khứ ngủ yên chứ đừng tự đào bởi ra rồi buồn phiền. Tài chính Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, còn giáp này có khả năng nhận được nhiều khoản tiền bất ngờ do trúng thưởng, trúng sổ mang lại. Cẩn trọng, Tiểu nhân vẫn đang rình rập và chờ thời cơ cướp công. Tội ớt môi chưa xác định được năng lực ở đâu. Tội đinh môi tránh sửa chữa xuất hành ở phương Bắc. Tội kỹ môi có động lực tiếp tục cố gắng. Tội tăng môi thích hợp cho các hoạt động buôn bán bất động sản. Tội quỹ môi nhận được thành quả lao động xứng đáng con số may mắn số 21, số 7, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đang sen. Người tuổi thân có xu hướng làm việc từ tốn chậm mà chắc vì sợ xảy ra những sai sót. Điều này chẳng may lại trở thành lý do để nhiều người đánh giá không chuẩn xác năng lực của bản mệnh tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc, tinh thần bất ổn, căng thẳng, mệt nhòi, dễ khiến bản mệnh, trút lên nửa kia những sự tức giận vô cỡ. Mai sau đối phương là người rất hiểu chuyện và không để trong lòng những việc bạn đã làm. Tài chính, vận trình ta lọc có điểm sáng, còn giáp này không cần phải quá lo lắng hay bất an vì sắp tới đây sẽ chống tiêm được nguồn thu nhập rủng rỉnh mà thôi. Cẩn trọng, càng nghiêng khắc và cầu toàn sẽ càng mệt mỏi. Tuổi giáp thân, sức khỏe xuất hiện vấn đề bất ổn, nhất là phổi. Tuổi vĩnh thân, được giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Tuổi mậu thân, dễ dàng tạo ấn tượng tốt cho người khác. Tuổi canh thân, vợ chồng biết yêu thương, trân trọng nhau. Tuổi nhâm thân, nên cố gắng duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Con sổ may mắn số 10, số 4, màu sắc may mắn màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu, công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn, chính sự cao ngạo tự tin quá mức đã khiến cho con giáp này cứ mãi chạy theo những vẻ đẹp hào nhõn bên ngoài. Thực tế khác xa mơ tưởng, tránh để nó ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh bạn nhé. Tình cảm, Vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc, tuổi dậu độc thân còn khá bất ngờ khi gặp được chân ái đời mình vào thời khắc chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào. Những người đã có đôi, có, có cặp, biết cách bao dung, hạ thấp cái tôi để dung hòa tốt với nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc do giao, thân tài nhập mệnh, cho thấy nguồn thu nhập chính trong ngày đến từ công việc chính. Cẩn trọng, đề phòng sai sót, rủi ro tiềm ẩn trong công việc. Tuổi, ất dậu, đề phòng có kiện tụng và tranh chấp. Trong hôm nay, tuổi đinh dậu có cơ hội tìm được người phù hợp, tuổi kỷ dậu quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, tuổi tân dậu vợ chồng không còn so đo, hơn thua với nhau, tuổi quý dậu kiếm tiền bằng chỉnh sức lao động của mình. Con số may mắn số 32, số 9, màu sắc may mắn màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng còn giáp này đang được cấp trên đánh giá cao vì cách làm việc thận trọng từ tốn bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần tốt để sắp tới đây sẽ đón nhận một vài nhiệm vụ quan trọng hơn tình cảm vận trình tình cảm vượt sắc người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với sự trợ giúp của người thân bạn bè đôi lửa yêu nhau có khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn để hâm nóng lại tình cảm Tài chính, vận trình ta lộc tăng tiến, cơ hội nhận được một khoản hơi khổng lồ trong khoảng thời gian này là khá rõ ràng. Cẩn trọng, đừng quá khắc khe với người khác cũng như với bản thân mình. Tuổi giáp tuất trải qua nhiều gian nan vất vả mới đạt được thành công. Tuổi bính tuất nên có sự chủ động trong mỗi quan hệ tình cảm. Tuổi mậu tuất cần chú ý hơn tới cách giao tiếp của mình. Tuổi canh tuất dễ vướng mắc với kẻ tiểu nhân tuổi, nhàm tuất nên có cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn. Con số may mắn số 46, số 62, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều rủi ro. Tử vi ngày hôm nay nhắc nhở những chú hợi cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước những người đang cố tình tiếp cận bạn còn giáp này có thể vướng mắc vào những chuyện thị phi trái ngang ngoài ý muốn. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa quá rực rỡ, tình yêu không đủ vững vàng nên trong mối quan hệ này thường nảy sinh những hiểu lầm ghen tuông. Còn giáp này phải chịu nhiều tổn thương vì đến cả nửa kia còn nghi ngờ tình cảm của mình. Tài chính vận trình ta lọc đi xuống, túi tiền không giữ được lại còn phải bỏ ra một khoản lớn để xử lý các rắc rối. Cẩn trọng, Mưu quản nhẹ dạ cả tinh nên có thể sẽ bị lừa tiền lẫn tinh. Tội ất hại còn hay lo chuyện bao đồng. Tội đinh hại Hòa tiểu nhân đeo bám chỉ chờ công tranh phá hoại. Tội kỷ hại tìm ra hướng đi mới cho tương lai. Tội tân hại trở nên cư xử lạnh nhạt với người ấy. Tội quỷ hại có cơ hội gặp gỡ quỷ nhân. Con số may mắn số 3, số 71 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tý